Tại kỳ họp thứ 29 vừa diễn ra, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Hai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa là Trịnh Văn Chiến và Mai Văn Ninh cùng một loạt các cán bộ được xác định là có những vi phạm nghiêm trọng liên quan tới việc quyết định thực hiện các dự án của FLC, AIC. Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều các tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các vi phạm xảy ra trong việc chấp thuận chủ trương trong quy hoạch, điều chỉnh về quy hoạch, trong giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, trong phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách cho một số các dự án. Trong đó có dự án do công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC thực hiện. Cá nhân cùng chịu trách nhiệm là các ông Mai Văn Ninh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Trịnh Văn Chiến, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư đảng đoàn, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Những vi phạm trên đã gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng thiệt hại rất lớn về tiền tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Cùng với hai nguyên bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xác định nhiều cá nhân khác cùng chịu trách nhiệm về những sai phạm này.